Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Theo đó, học sinh chỉ chuyển trường khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc là trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Quy định chuyển trường, đối tượng chuyển trường là học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do chính đáng. Trường hợp học sinh chuyển trường học trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học cơ sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông nơi đến xem xét quyết định.